Trong cuộc sống này, các con thường đòi hỏi bố mẹ mua cho mình điện thoại tốt, quần áo đẹp. Nhưng chưa bao giờ các con nghĩ đến để có được điện thoại tốt đó, quần áo đẹp đó, bố mẹ của các con đã phải vất vả, phải lao lực mà không hề một lời oán trách. Rồi trong bao nhiêu bữa cơm các con ăn cùng bố, cùng mẹ, nhưng chưa bao giờ các con dừng lại để nhìn xem ở bữa cơm đó bố gắp thức ăn là gì và mẹ gắp thức ăn là gì. Nếu tinh ý kỹ hơn thì chắc chắn các con sẽ nhận được tình yêu thương của bố mẹ, dù nó chỉ là một bữa cơm nhỏ, một bữa cơm nhỏ. Sinh nhật của các bạn hay là những ngày mùng 8 tháng 3 này, hay điển hình những ngày nhà giáo Việt Nam, thì các con nhớ, các con đòi hỏi xin bố mẹ tiền để đi tặng quà cho bạn, mua hoa, mua quà tặng thầy cô. Vậy mà các con quên mất người thầy vĩ đại nhất, người thầy đầu tiên trong cuộc đời của các con, dạy các con biết bò, rồi biết lẫy, biết đi, dạy các con biết ăn, biết nói, cho các con cuộc sống để đến trường như các bạn, thì các con lại nỡ quên. Hôm nay thầy sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện, có lẽ nó quen thuộc vì khóa tu nào các bạn cũng đều được nghe, hoặc các con đã được xem trên phim ảnh, nhưng thầy vẫn muốn kể. Chuyện kể rằng có một chàng trai, anh là giám đốc của 3-4 tập đoàn công ty lớn. Ngày mai là sinh nhật mẹ của anh. Anh muốn mua tặng mẹ anh một bó hoa hồng. Rồi anh đi ô tô đến cửa hàng hoa và đặt người ta là bó cho anh một bó hồng thật đẹp, và chuyển qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh đến địa chỉ mà anh ghi. Khi dừng lại ở cửa hàng hoa, hình ảnh đập vào mắt anh là một bé gái chạc 10-11 tuổi, quần áo thì rách dưới, nó cầm trên tay mấy đồng tiền lẻ rách nát. Chàng trai hỏi: "Này con cần gì?" Chàng trai nói: "Con cần gì hả con gái? Ta có thể giúp gì được cho con?" Bé gái liền nói: "Dạ thưa chú, hôm nay là sinh nhật mẹ của con ạ. Con muốn mua tặng mẹ con một bông hồng, nhưng con không đủ tiền chú ạ." Chàng trai nói: "Ồ, vậy con có thể để cho ta giúp con điều đó được không? Này bà chủ, hãy cho bé gái được chọn những bông hồng mà em thích nhất, và tôi xin phép được trả tiền." Niềm vui rạng người trên đôi mắt bé. Bé hồn nhiên, bé cảm ơn và nhặt cho mình một bông hồng trắng. Chàng trai nói: "Này con, hôm nay sinh nhật mẹ của con, chú cũng muốn đến để gửi lời chúc sinh nhật đến mẹ của con, vì chắc chắn mẹ của con là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có đứa con gái như con." Rồi chàng trai hỏi: "Nhà con gần đây không?" Bé gái nói: "Dạ cũng gần, ở phía bên kia đường chú ạ." Đi một quãng đường, hai chú cháu trên một chuyến xe. Chàng trai hỏi: "Gần tới nơi chưa con?" "Dạ thưa chú, lên trên cái cây và rẽ phải ạ." Khi ô tô dừng lại, chàng trai bàng hoàng người, vì nơi ô tô dừng lại
là bãi nghĩa trang, là nơi nghĩa địa. Khi còn chưa kịp định thần người xem chuyện gì xảy ra, thì đập vào mắt chàng trai là hình ảnh của bé gái đặt một bông hồng trắng lên một ngôi mộ mới đắp cỏ còn mới lấm tấm màu xanh, và nó nói: "Mẹ ơi, con mừng sinh nhật mẹ. Chú ơi, đây là mẹ của con. Chú ơi, đây là nhà của con chú ạ." Chàng trai bàng hoàng người, ý thức nhận được ra rằng mình vẫn còn có mẹ. Chàng phi ô tô thật nhanh đến cửa hàng hoa, chỉ để xin lại bó hoa hồng đó. Đêm hôm đó chàng phi 4 giờ đồng hồ, chỉ để về nhấn nút chuông, người mẹ già khom lưng ra mở cửa. Chàng quỳ gối xuống ôm chầm chân mẹ và nói: "Mẹ ơi, con mừng sinh nhật mẹ." Nhà thơ Xuân Tâm cũng từng viết, rằng: "Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Mặc dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Độ nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con. Những khi con phải đòn, đau lòng mẹ la lẫy. Kìa nhà ai sung sướng, mẹ con vỗ về nhau. Tìm mẹ tôi không thấy, khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời. Các con nhớ rằng, hạnh phúc cho các con khi ngồi ở đây còn có cha, có mẹ đang chờ đợi các con về vào ngày mai. Nhưng thương thay, các con thản nhiên trước sự chăm lo bao bọc của mẹ, của cha. Các con thờ ơ trước công lao ấy. Đã bao giờ con ôm chầm lấy chân mẹ, ôm chầm lấy chân cha, và chỉ nói nhẹ nhàng: "Con yêu mẹ, con yêu cha"? Hay các con chỉ biết trách cứ, biết đòi hỏi, chỉ biết giận hờn, rồi mỗi khi giận dỗi, các con đóng sập cửa lại, nhốt mình ở một căn phòng, rồi nhìn ăn, rồi tự làm khổ đau mình. Rồi con cãi lại, đêm hôm đó con thì cãi lại, nhà thì lặng im, cha thì lại bần thần phì phèo bên điếu thuốc vì có đứa con hư. Mẹ thì trằn trọc đêm dài, nước mắt ứa ra vì bao nhiêu công sức nuôi con, nhưng đứa con không có hiếu. Các con thờ ơ, các con thì lớn khôn,
mà cha mẹ thì gầy còm già cỗi. Rồi một ngày nào đó, khi mà ngọn gió vô thường cướp mất mẹ cha khỏi cuộc đời, khi mà Đỗ Trung Quân từng viết: con sẽ không đợi một ngày kia, khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn thêm, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn, con sẽ không đợi một ngày kia, có người cài lên áo cho con một nụ bạch hồng, mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng, hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ. Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình, ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất chứa cả tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta ác độc, mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Khi gai đời đấm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại, sao mẹ già ở cách xa đến vậy? Trái tim âu lo đã sụp rã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Mẹ nằm đó nhưng dường như bất động, con lung lay sao mẹ chẳng trả lời. Mẹ nằm đó, đầu con sẽ một ngày nào đó cài khăn trắng, và người đời sẽ gọi con là đứa trẻ mồ côi. Khi đó cuộc đời kia đã cướp mất cha, cướp mất mẹ của các con. Khắc nghiệt của cuộc sống sẽ đè lên con, oan trái của những người xung quanh bủa vây vào con. Con không còn có mẹ, con không còn có cha để con gửi lại những nỗi niềm tâm sự. Nếu con cứ thờ ơ mà không biết níu giữ để tuột khỏi vòng tay, và một ngày nào đó không chỉ riêng thầy mà cả ngay chính các con sẽ chứng kiến bố mẹ của mình lần lượt rời xa mình, lần lượt bố mẹ sẽ nằm trong quan tài và nằm im bất động. Rồi người ta sẽ đào một cái hố sâu để mẹ của con nằm xuống.
Con lung lay, con cất tiếng gọi, nhưng mẹ không trả lời. Mẹ nằm đó, nhưng dường như bất động. Từng xẻng đất sẽ lần lượt lấp xuống cỗ quan tài kia, và con mất mẹ thật rồi. Lúc đó, mọi lời con muốn xin lỗi đều chỉ là vô nghĩa, bởi vì mẹ không còn, cha không còn hiện hữu ở trên đời. Con chỉ có thể giao thoa với mẹ bằng di ảnh, bằng bức ảnh chân dung mẹ mỉm cười. Mẹ vẫn mỉm cười với con, nhưng mà con mất mẹ. Các con nhớ rằng, ở tuổi của các con luôn tâm niệm rằng bạn bè là tất cả. Và cuộc sống này, chỉ những người bạn mới mang lại niềm vui cho các con. 97% các con sống vì bạn, 1% các con nghĩ cho chính mình. Vậy những phần trăm còn lại là con nghĩ cho gia đình, nơi đó có bố và có mẹ. Nhưng các con quên mất rằng xung quanh con, những người bạn đó không phải là tất cả. Bởi nếu một sự cố xảy ra, nếu con gặp tai nạn giữa cuộc đời, khi con ốm đau, người nào sẽ là người chăm lo cho con từng bữa ăn, dọn dẹp dù là phân nước tiểu? Ai sẽ làm được điều đó? Không phải là bạn của các con. Hay dù các con có mắc những sai lầm, có những sai trái ở cuộc đời, thì vẫn duy nhất chỉ có bố mẹ là người sẵn sàng giang tay ôm trọn các con, dù cuộc đời hắt hủi, dẫu cuộc thế đầy phong ba bão tố, cha mẹ là bến đỗ của đời con. Hạnh phúc cho các con ở đây, bạn nào còn có cha, bạn nào còn có mẹ, là con còn có cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng mất cha, mất mẹ rồi, thì cuộc đời của các con sẽ là những ngày không có bến bờ bình yên và hạnh phúc. Những giọt nước mắt ứa ra là những giọt nước mắt của tâm hồn con trẻ, là sự ân hận, là sự nuối tiếc. Ngày hôm nay đây, ngay chính tại bây giờ, đừng đợi đến ngày mai, đừng đợi đến một ngày mà các con đã mất mẹ, các con đã mất cha, mà ngày hôm nay, sau khi các con rời khỏi đây, các con sẽ cất điện thoại lên, sẽ gọi điện hỏi thăm bố mẹ ở nhà có khỏe không, ông bà con ăn được cơm không, em con có ngoan không, em có làm bố mẹ buồn không. Một cuộc điện thoại tưởng chừng như đơn giản, nhưng bố mẹ sẽ thấy, ồ, con của mình đã trưởng thành. Và khi mà các con gọi điện hay ngày mai về, các con ôm chầm lấy mẹ, ôm chầm lấy bố bằng những cuộc điện thoại hay những lời nói trực tiếp khi mà bố mẹ của một số bạn có ở đây, và chỉ nói một câu: con xin lỗi bố mẹ, con xin lỗi bố
Con xin lỗi mẹ vì bố mẹ đã chịu nhiều cực khổ vì con mà con chưa từng biết nghĩ tới. Vì sự ngang ngạnh của con mà bố mẹ vẫn thương, vẫn yêu. Con hứa con sẽ thay đổi. Con hứa con sẽ nghe lời bố mẹ. Có lẽ chỉ một cuộc điện thoại đêm hôm nay, nhưng một câu nói của con, nhưng đêm hôm nay có lẽ bố mẹ sẽ mất ngủ. Nhưng mất ngủ đó là trong niềm vui, vì mười mấy năm nuôi các con khôn lớn, lần đầu tiên con biết nói một lời cảm ơn. Và bố mẹ sẽ háo hức chờ đợi, bởi vì con của mình có lẽ khi nói được câu đó là con đã trưởng thành. Hãy nói điều đó, bởi vì kiếp này hạnh phúc vì con được làm con của cha mẹ. Nhưng 50 năm nữa liệu có còn không? Rồi kiếp sau nữa, có thật bố mẹ bây giờ vẫn là bố mẹ của con không? Cho nên hãy luôn luôn nguyện cầu chữ Đức Phật, nguyện cho kiếp sau con xin nguyện cha mẹ vẫn là của con. Hãy luôn luôn nguyện điều đó, bởi vì yêu thương trọn vẹn thì chỉ có mẹ và có cha. Mẹ yêu bắt một nhịp cầu, đưa con vượt khỏi nỗi sầu thế gian. Mẹ du tình ngập nắng vàng, mẹ du tình ngập 3000 đại thiên. Hãy sám hối và đừng chờ đợi đến một ngày nào khi mà mẹ đã nằm trong quan tài bất động, đầu con đội khăn trắng, tay bưng bát cơm và 3 nén nhang, người ta khấn cúng rằng đây chén cơm vàng nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đậm trong tâm huyết, ơn nghĩa sinh thành chả chưa xong. Giọt nước mắt của con là sự hối lỗi chưa từng muộn. Còn những người lớn kia, những vị luôn cho rằng mình đã là trụ cột của gia đình, các vị đã là cha, đã là mẹ, nhưng sau khi vì những bon chen của cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, vì tình chồng, vì nghĩa vợ, vì những đứa con của mình, mà mấy ai trong số các vị thường xuyên hoặc biết gọi điện cho người sinh thành ra mình để nói một lời cảm ơn, để nói một lời nhớ nhung. Có lẽ với bố mẹ của các vị chỉ cần như thế là đủ rồi. Và hãy nhớ rằng sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ đấy. Hãy yêu thương bố mẹ của mình thì đó chính là điều mình dạy con của mình. Hãy làm đi khi điều đó còn có thể. Và bây giờ ngồi ở đây, các con ai muốn ngay bây giờ, ngay giờ phút này gọi điện về cho bố mẹ giơ tay. Rồi, Thầy sẽ dành cho các con 10 phút để các con tìm cho mình một khoảng không gian yên tĩnh và hãy gọi điện về để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi bố mẹ và hãy hỏi xem bố mẹ ở nhà có khỏe không, có nhớ con không. Và hãy nhớ đó là lời nói của một người con biết tri ân, và hãy ôm chầm lấy bố mẹ khi bố mẹ của các con đang hiện hữu ở đây. Mời các con nhẹ nhàng di chuyển và tìm một không gian yên tĩnh cho mình. Bạn nào không có điện thoại, một lát sẽ mượn của huynh trưởng, giám luật và bạn thân của mình. Các con lặng lẽ di chuyển ra không gian bên ngoài. Thank you.